Cô chào tất cả các em, rất vui mừng được gặp lại các em trong chương trình bổ trợ kiến thức cho học sinh lớp 9 ôn thi vào trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. Cô tên là Nguyễn Thị Hương Nga, hiện đang là giáo viên toán của trường Trung học cơ sở Bình Minh, thành phố Hải Dương. Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành ôn tập cùng nhau với chủ đề hàm số bậc nhất. Sau đây, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào tiết học ngày hôm nay. Ở các tiết học trước, chúng ta đã được ôn tập về lý thuyết của hàm số bậc nhất. Cho nên trong tiết học này, cô và các em chúng ta sẽ áp dụng các kiến thức đã được ôn tập đấy vào làm bài tập. Chúng ta cùng xét cho cô giáo bài tập thứ nhất, bài 1. Cho hàm số y bằng m chứ 2x cộng m cộng 3, tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số đi qua với mọi m. Dạng toán này là dạng toán tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số đi qua với mọi giá trị của tham số. Các em lưu ý cách làm của dạng toán này, tức là các em phải tìm được điểm cố định ở đây là điểm có tọa độ như thế nào. Phương pháp để làm dạng bài tập này, chúng ta sẽ gọi điểm cố định có tọa độ là x0, y0. Sau đó chúng ta sẽ thay tọa độ của điểm vào công thức của hàm số, và bằng việc biến đổi để cho phương trình đó luôn luôn đúng với mọi m, các em sẽ tìm được x0 và y0. Bây giờ cô và các em chúng ta cùng bắt đầu giải bài tập số 1. Cô gọi điểm m có tọa độ x0, y0 là điểm cố định mà đồ thị hàm số đi qua với mọi m. Tức là ở đây tọa độ x0, y0 luôn luôn thỏa mãn công thức của hàm số này. Vậy đến đây cô giáo sẽ có được phương trình y0 bằng m trừ 2 nhân x0 cộng m cộng 3 luôn đúng với mọi m. Các em nhớ tính chất luôn đúng với mọi m. Vì đúng với mọi m cho nên các em mới có thể xử lý được tiếp bài toán. Đến đây chúng ta sẽ biến đổi bằng kỹ thuật nhân tung thu gọn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đưa bài toán này về thành một vế có chứa x0, y0. Một vế chỉ chứa những biểu thức liên quan đến m. Các bạn lưu ý cho cô giáo nhé. Chúng ta sẽ biến đổi thành một biểu thức chỉ chứa những thứ liên quan đến m, và biểu thức còn lại sẽ chứa những thứ không liên quan đến m. Vậy chúng ta sẽ có được đẳng thức y0 cộng 2x0 trừ 3 bằng m nhân 1 cộng x0. Đẳng thức này đúng với mọi m. Điều này chỉ có thể xảy ra khi hai biểu thức 1 cộng x0 và y0 cộng 2x0 trừ 3 cùng đồng thời bằng 0. Vì chúng ta nhớ lại tính chất không nhân với cái gì cũng bằng 0. Cho nên để đẳng thức đúng với mọi m thì chúng ta sẽ có được x0 cộng 1 bằng 0, y0 cộng 2x0 trừ 3 bằng 0. Đến đây các em tìm được x0 bằng âm 1 và y0 bằng 5. Như vậy điểm m của chúng ta là một điểm cố định có tọa độ cụ thể là âm 1 và 5. Đây chính là phương pháp để giải bài toán liên quan đến điểm cố định của đồ thị hàm số bậc nhất. Các em chú ý. Từ suy nghĩ về điểm cố định mà đồ thị hàm số đi qua với mọi m, chúng ta tiếp tục xét tiếp cho cô giáo bài toán số 2. Bài toán số 2, chúng ta có đường thẳng D có phương trình y bằng x trừ m cộng 4. Đường thẳng D' có phương trình y bằng trừ 2x cộng 5m cộng 1. Bài toán yêu cầu chứng minh D và D' luôn cắt nhau tại một điểm, và điểm đó luôn di chuyển trên một đường thẳng cố định. Như vậy chúng ta làm quen với khái niệm tiếp theo, đường thẳng cố định. Đối với chủ đề này thì đường thẳng cố định chính là đường thẳng mà có công thức với hệ số A và B là những số xác định. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào giải bài toán này. Bài toán này có hai yêu cầu.
Yêu cầu 1 là phải chỉ ra đường thẳng D và D' cắt nhau tại một điểm. Yêu cầu 2 mới chứng minh điểm đó di chuyển trên đường thẳng cố định. Vậy với yêu cầu thứ nhất thì cô nghĩ rằng ở thời điểm này và đến những tiết học như thế này rồi thì các em hoàn toàn có thể làm được yêu cầu này. Chúng ta chỉ cần xét hệ số của đường thẳng D bằng 1, hệ số của đường thẳng D' bằng âm 2. Và do 1 khác âm 2 nên hai đường này, luôn cắt nhau tại một điểm. Bây giờ ta sẽ đi vào yêu cầu thứ hai. Điểm đó luôn di chuyển trên một đường thẳng cố định. Vậy cũng giống như là bài tập số 1, đầu tiên ta cần đi tìm tọa độ giao điểm này. Ta phải tìm được tọa độ giao điểm này thì bắt đầu từ đấy ta mới đi tìm xem nó chuyển động trên đường cố định nào. Thì ta có tọa độ giao điểm A của đường thẳng D và D' chính là nghiệm của hệ phương trình được tạo bởi công thức của hai đường thẳng này. Các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Và giải hệ phương trình này, các bạn thu được x bằng 2m trừ 1, y bằng m cộng 3. Như vậy, điểm A có tọa độ 2m trừ 1 và m cộng 3. Một điểm mà có tọa độ chứa tham số. Vậy làm thế nào ta chứng minh được điểm đó lại di chuyển trên một đường thẳng cố định? Thì cũng giống như bài tập số 1, ta sẽ gọi phương trình của đường thẳng cố định và ta dùng tính chất của việc đẳng thức đúng với mọi giá trị của tham số, ta sẽ tìm được giá trị của m. Các bạn cùng quan sát. Cô gọi phương trình của đường thẳng cố định mà điểm A đi qua với mọi m có dạng y bằng ax cộng b. Đến đây cô giáo thay tọa độ x và y của A vào phương trình này, cô giáo sẽ được m cộng 3 bằng a nhân với hiệu của 2m trừ 1 cộng b. Đẳng thức này luôn đúng với mọi m vì là đường thẳng cố định. Vậy đến đây chúng ta dùng cách biến đổi giống như vừa nãy chúng ta biến đổi ở bài tập số 1. Ta sẽ biến đổi để đưa những biểu thức chứa m về một vế của đẳng thức, còn lại một biểu thức không chứa m ở đẳng thức còn lại. Do tính chất của đẳng thức này luôn đúng với mọi m, cho nên từ đây chúng ta sẽ rút được ra 3 cộng a trừ b bằng 0 và 2a trừ 1 bằng 0, tương tự như bài tập 1. Đến đây các em tìm được a bằng 1 phần 2 và b bằng 7 phần 2. Và ta kết luận được giao điểm A của hai đường thẳng D và D' luôn di chuyển trên đường thẳng cố định là y bằng 1 phần 2x cộng 7 phần 2 khi m thay đổi. Như vậy cô và các bạn đã tìm được ra đường thẳng cố định mà điểm giao điểm A của hai đường thẳng D và D' luôn di chuyển. Từ đây các em mới thấy rằng tọa độ của điểm A thì chứa tham số m, nhưng đường thẳng cố định mà nó đi qua thì không chứa tham số m. Vậy ngoài cách làm này, liệu chúng ta còn có cách làm nào khác không? Từ đây chúng ta sẽ nảy sinh đến suy nghĩ, liệu rằng từ tọa độ giao điểm A mà chúng ta đã tìm được khi đang chứa tham số m ở đây, ta có thể xây dựng lên được một hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m hay không? Bởi bản chất của cái đường thẳng cố định này chính là một hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m. Xuất phát từ suy nghĩ đó, đến đây chúng ta có một cách làm thứ hai cho bài toán này. Cô giáo sẽ biến đổi để làm xuất hiện đẳng thức liên hệ giữa x và y nhưng không phụ thuộc vào m như sau. Từ y bằng m cộng 3, cô giáo rút ra m bằng y trừ 3. Đến đây cô giáo thế cái biểu thức của m này vào trong biểu thức của x thì ngay lập tức vai trò của m sẽ biến mất, ta còn lại thuần túy x và y. Nhân tung thu gọn, chúng ta có được y bằng 1 phần 2x cộng 7 phần 2, chính là phương trình của đường thẳng cố định mà tọa độ điểm A luôn đi qua với mọi m. Đến đây các bạn chú ý giúp cô giáo trong quá trình làm bài tập, chúng ta nên suy nghĩ và tìm tòi để có thể tìm được ra những cách làm hay đối với mỗi một bài toán. Tiếp tục chúng ta có bài tập tiếp theo, bài tập số 3. Cho hàm số bậc nhất y bằng m trừ 2 nhân x cộng m cộng 3 với m khác 2.
Bài toán yêu cầu các em hãy tìm m để đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ và tạo thành một tam giác có diện tích bằng 8 đơn vị diện tích. Như vậy các em cần phải chú ý. Muốn tìm được điều kiện của m để đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ và tạo thành tam giác có diện tích bằng 8 thì chúng ta cần phải tìm được xem đồ thị hàm số này cắt các trục tọa độ tại những điểm có tọa độ như thế nào. Từ đó chúng ta chú ý cái tam giác mà nó tạo thành để áp dụng công thức để chúng ta có thể tính được. Vậy bây giờ cô và các em chúng ta cùng bắt tay vào giải bài toán số 3. Trước hết, cô giáo sẽ tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho với các trục tọa độ. Cô gọi A và B lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số với trục OI và OX. Muốn tìm A, chúng ta sẽ cho X bằng 0. Muốn tìm B, chúng ta sẽ cho Y bằng 0. Các em cùng quan sát. Cho X bằng 0, cô tìm được độ lớn của đoạn thẳng OA là giá trị tuyệt đối của M cộng 3. Cho Y bằng 0, cô tìm được độ lớn của đoạn OB là giá trị tuyệt đối của trừ M cộng 3 trên M trừ 2. Đến đây rồi, chúng ta chú ý cho cô giáo. Tam giác mà đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ chính là tam giác OAB. Tam giác này là tam giác vuông tại O, cho nên chúng ta dễ dàng tính được diện tích của tam giác OAB bằng 1/2 OA nhân OB. Cô giáo thay biểu thức của OA và biểu thức OB vào đẳng thức này, cô giáo có được một biểu thức tính diện tích tam giác OAB theo tham số M. Đến đây, dựa vào điều kiện của bài cho là diện tích của tam giác phải bằng 8 đơn vị diện tích nên ta xây dựng được phương trình. Và bây giờ các em giải phương trình này thì các em sẽ tìm được các giá trị của m. Và khi giải phương trình thì chúng ta sẽ tìm được hai giá trị của m, đấy là m bằng 1 và m bằng -23. Các giá trị này thì đều thỏa mãn điều kiện m khác 2 cho nên các em đều kết luận được. Tuy nhiên thì các bạn sẽ lưu ý giúp cô giáo, phương trình này là một phương trình vừa chứa ở là mẫu, cũng lại là một phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, cho nên việc giải với rất nhiều bạn học sinh có gặp những cái khó khăn nhất định. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các em cách giải cụ thể của phương trình này, các em cùng theo dõi. Với phương trình, ở đây là phương trình chứa ở là mẫu, thì chúng ta sẽ tiến hành quy đồng để khử mẫu. Và khi đó chúng ta đưa phương trình này về dưới dạng phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Bài toán này các em không nên bình phương phương trình này, vì khi em bình phương lên thì dẫn đến vế trái các em sẽ về đến lũy thừa bậc 4. Cái việc tính toán rất là khó khăn. Mà ở đây chúng ta sẽ tiến hành chia, xét các khoảng giá trị của m để chia cái phương trình ra. Thì chúng ta có giá trị tuyệt đối của m chứa 2, thì nó sẽ có hai trường hợp khi các em chia khoảng để xét. Chúng ta sẽ xét khoảng thứ nhất, đấy là khi m lớn bằng 2. M lớn bằng 2 tức là m chứa 2 lớn bằng 0 thì giá trị tuyệt đối của m chứa 2 được tính bằng chính nó, tức là m chứa 2. Thì đến đây phương trình của chúng ta sẽ có dạng m cộng 3 bình phương bằng 16 nhân m chứa 2. Nhân tung thu gọn, các em đưa được về phương trình bậc 2. Chúng ta có phương trình bậc 2 là m bình phương trừ 10m cộng 41 bằng 0. Đến phương trình này rồi thì các em hoàn toàn có thể thực hiện bằng phương pháp. Đấy là việc chúng ta sẽ sử dụng công thức nghiệm, hoặc cũng có thể chúng ta sẽ tách. Và ở đây thì cô giáo sẽ làm cái phương án tách đẳng thức. Thì cô giáo đưa được về dưới dạng biểu thức sau đây: m trừ 5 bình phương cộng 16 bằng 0. Điều này các em dễ dàng thấy phương trình này là một phương trình vô nghĩa, bởi vì ở đây m trừ 5 bình phương luôn lớn bằng 0 với mọi m, dẫn đến việc khi nó cộng thêm 16 thì vế trái sẽ lớn hơn 0, vế phải bằng 0, phương trình này sẽ vô nghĩa. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai, tôi xét trường hợp 2 khi m nhỏ hơn 2. Các em chú ý m nhỏ hơn 2 tức là m trừ 2 nhỏ hơn 0. Mà m trừ 2 nhỏ hơn 0 khi phá dấu giá trị tuyệt đối thì biểu thức này sẽ được tính bằng trừ m cộng 2, hay còn viết được dưới dạng là 2 trừ m. Phương trình của chúng ta bây giờ sẽ có dạng m cộng 3 tất cả bình phương bằng 16 nhân với trừ m cộng 2.
Đến đây chúng ta tiếp tục nhân tung thu gọn biểu thức này để đưa về phương trình bậc 2. Cô giáo được phương trình m bình phương cộng 22m trừ 23 bằng 0. Với phương trình này, các em cũng có thể thực hiện thao tác nhẩm nghiệm. Chúng ta cũng có thể sử dụng công thức nghiệm để giải hoặc tách để đưa về phương trình tích. Ở đây cô giáo sẽ tách đưa về phương trình tích, chúng ta sẽ xử lý được rất là nhanh. Thì tôi sẽ đưa được về dưới dạng m cộng 23 nhân với m trừ 1 bằng 0. Đến đây dễ dàng các em giải được ra giá trị m bằng âm 23 hoặc giá trị m bằng 1. Hai giá trị này đều thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 2 và đồng thời cũng thỏa mãn cả điều kiện khác 2 mà bài toán đã đặt ra ban đầu. Như vậy các em chú ý trong quá trình chúng ta giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và phương trình chứa hàm mẫu thì các bạn cần phải linh hoạt trong các cái bước giải của nó. Tiếp tục khai thác về hàm số bậc nhất, chúng ta sẽ có một bài tập tiếp theo, bài tập số 4. Chúng ta cùng quan sát đầu bài. Cho đường thẳng D có phương trình y bằng m trừ 2 nhân x cộng m cộng 3 với m khác 2 và âm 3. X là ẩn, m là tham số. Chúng ta sẽ tìm m để khoảng cách từ điểm O là gốc tọa độ đến đường thẳng D lớn nhất. Đây là một trong những dạng bài tập khó đối với các em học sinh. Và thường trong các đề thi thì đây nó sẽ nằm ở trong cái phần nâng cao. Cho nên cô hy vọng rằng các em sẽ cố gắng để chúng ta giải quyết được bài toán này. Đối với bài toán này thì cô giáo đã minh họa bằng hình vẽ mà các em có thể quan sát ở trên bảng. Đây chính là phương trình của đường thẳng D. Các bạn nhìn thấy chưa? Và đây chính là khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng D. Cô giáo ký hiệu là OH. Như vậy bài toán này, để khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng D lớn nhất, tức là ta sẽ đi tìm độ dài của đoạn OH lớn nhất. Và muốn tìm được đoạn OH thì bình thường các em sẽ đi tiến hành tính độ dài của đoạn OH. Việc tính OH thì chúng ta sẽ làm giống như là bài tập số 2, giống như bài tập số 3 mà chúng ta đã làm hồi nãy. Thì các em sẽ quan sát cho cô giáo. Chúng ta sẽ sử dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông OAB, với A và B chính là giao điểm của đường thẳng D với hai trục tọa độ. Thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thức lượng, chúng ta sẽ có 1 trên OH bình phương bằng 1 trên OA bình phương cộng với 1 trên OB bình phương. Sau đó ta sẽ đi tìm tọa độ giao điểm A và B để ta sẽ tính được xem là OA và OB bằng bao nhiêu. Thì các bạn có thể quan sát nhanh. Và khi chúng ta tìm được OA và OB là những đẳng thức có chứa m như thế này rồi thì các bạn lưu ý là cái biểu thức về OH sẽ như thế này. Và đây như cô giáo nói với các em ngay từ đầu, đây là một biểu thức có chứa tham số ở dưới mẫu kết hợp với việc lại có cả dấu giá trị tuyệt đối. Cho nên việc để tìm được cái giá trị lớn nhất của OH, tức là 1 trên OH bình phải đạt cái giá trị nhỏ nhất, thực sự sẽ là một điều rất là khó khăn đối với rất nhiều các bạn học sinh. Phải là những bạn có kỹ năng biến đổi tốt và có những cái kỹ thuật tính toán tốt thì ta mới tìm được giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Còn với những bạn mà cái kỹ năng tính toán của chúng ta chưa thực sự tốt thì đây đúng thực sự là một cái trở ngại rất là khó khăn với các em. Cho nên cô giáo sẽ gợi ý cho các em một cách làm khác. Chúng ta sẽ sử dụng các cái kiến thức về đường vuông góc và đường xiên để chúng ta sẽ xử lý bài toán này. Vậy cách làm ấy như thế nào? Cô mời các em chúng ta sẽ cùng quan sát. Ở đây cô giáo sẽ vận dụng cái kết quả của bài tập số 1. Vì đường thẳng D này chính là đường thẳng D của bài tập số 1. Chúng ta đã có sẵn một điểm cố định, đấy chính là điểm M mà đường thẳng D luôn đi qua với mọi M. Các em quan sát ở trên hình. Cô giáo có điểm M chính là điểm cố định mà đường thẳng D luôn đi qua với mọi M. Hình vẽ này là hình vẽ minh họa để các bạn có thể hiểu thêm hơn phần này. Đến đây rồi thì các bạn thấy rằng đoạn thẳng OM chúng ta tính được bằng căn 26. OM luôn luôn là một đoạn thẳng không đổi. Các bạn nhìn thấy chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ kẻ OH là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng D. Các bạn nhìn thấy chưa? Khi đó OH sẽ đóng vai trò là đường vuông góc xuất phát từ O đến đường thẳng D. Còn OM sẽ đóng vai trò là đường xiên xuất phát từ đường thẳng điểm O đến đường thẳng D. Vậy theo tính chất của đường vuông góc và đường xiên mà chúng ta đã được học ở lớp 7 thì các em sẽ thấy rằng OH luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng OM. Như vậy để OH lớn nhất, tức là OH sẽ bằng với OM hay điểm H trùng với điểm M. Các bạn nhìn thấy chưa? Và điều này chỉ xảy ra khi OM
sẽ vuông góc với đường thẳng D. Đến đây, từ tính chất này, các em chỉ cần viết phương trình đường thẳng OM. Điểm O xác định, điểm M xác định, đương nhiên phương trình đường thẳng OM là một phương trình đường thẳng xác định. Và chúng ta dùng điều kiện OM vuông góc với đường thẳng D, các bạn sẽ dễ dàng tìm được tham số M. Xin mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục. Cô giáo gọi phương trình đường thẳng OM là phương trình đường thẳng có dạng y bằng ax. Lý do vì sao cô giáo gọi y bằng ax là bởi vì đây là phương trình đường thẳng đi qua góc tọa độ. Chúng ta đã được học rồi, phương trình đường thẳng đi qua góc tọa độ O là phương trình đường thẳng có dạng y bằng ax. Đến đây, do phương trình đường thẳng này đi qua vị trí điểm M, nên tôi chỉ cần thay tọa độ điểm M với x bằng âm 1, y bằng 5 vào công thức y bằng ax, chúng ta tìm được a. Và kết quả chúng ta có a bằng âm 5. Với a bằng âm 5, tức là phương trình đường thẳng OM sẽ có dạng y bằng trừ 5x. Dùng điều kiện OM vuông góc với đường thẳng D, các bạn sẽ tìm được M. Cụ thể như sau: OM vuông góc với đường thẳng D nên âm 5 nhân với M trừ 2 bằng âm 1. Từ đây ta tìm được M bằng 11/5. Giá trị này thỏa mãn điều kiện bài toán đã cho ban đầu. Và đến đây chúng ta đã có thể xử lý được lời giải của bài tập số 4 nhờ vận dụng vai trò của điểm cố định mà các em đã làm bài tập số 1, kết hợp với kiến thức về đường xiên và đường vuông góc. Ở bài tập số 4, chúng ta đã giải quyết được tìm khoảng cách từ điểm O là gốc tọa độ đến đường thẳng D. Điểm O là một điểm rất đặc biệt vì nó nằm ở vị trí là gốc tọa độ. Đến đây các bạn học sinh sẽ nảy sinh nên ý tưởng: vậy nếu như bài toán này nó không xuất phát từ điểm O mà xuất phát từ một điểm bất kỳ ở trên mặt phẳng tọa độ, liệu chúng ta có xử lý được không? Thì chúng ta cùng khai thác với cô giáo qua bài tập tiếp theo, bài tập 4.1. Ở bài tập 4.1, cô giáo thay vai trò của điểm O bởi vai trò của điểm N có tọa độ 1, 3. Và đến đây các em thấy rằng nếu như chúng ta sử dụng cái vai trò của điểm N thì việc mà chúng ta áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông, tức là ở cái cách đầu tiên của bài tập số 4 đấy, sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Vì lúc đấy chúng ta sẽ không có được hệ thống các cái tam giác vuông để các em dùng. Cho nên chính vì vậy chúng ta buộc phải sử dụng theo cái cách mà cô giáo hướng dẫn các em. Vai trò của điểm O hay điểm N thì nó cũng không có gì khác biệt lắm. Cách làm hoàn toàn tương tự. Đấy chính là việc chúng ta thấy điểm M là điểm cố định, điểm N cũng là điểm cố định, cho nên khoảng cách của đoạn MN luôn luôn là một khoảng cách không đổi. Và ở đây chúng ta sẽ tìm được khoảng cách của MN là bằng 16 căn 2. Chúng ta dùng công thức tính độ dài khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng tọa độ. Sau đó chúng ta tiếp tục sử dụng vai trò của đường vuông góc NH với đường xiên NM. Thì chúng ta sẽ thấy được cái việc chúng ta tìm giá trị lớn nhất từ điểm N đến đường thẳng D. Nhưng tuy nhiên thì vì điểm N là một điểm cố định và là một điểm bất kỳ trên mặt phẳng tọa độ, cho nên ở đây thì chúng ta lưu ý, chúng ta sẽ xét cho cô giáo hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là MN trùng với đường thẳng D, thì khi đó cái khoảng cách từ N đến đường thẳng D sẽ là 0. Sau đó chúng ta xét tiếp cái trường hợp thứ hai, đấy là điểm ứng thẳng MN không trùng với đường thẳng D, thì lúc đấy nó mới xuất hiện được cái đường vuông góc NH. Thì chúng ta làm tương tự giống như bài tập số 4, thì ta sẽ có được NH sẽ nhỏ hơn NM. Và đến đây rồi thì tương tự giống như bài 4, thay vì việc viết phương trình đường thẳng OM thì bây giờ ta sẽ viết phương trình đường thẳng NM. Và ta sẽ cho phương trình đường thẳng NM này vuông góc với đường thẳng D để chúng ta sẽ tìm M. Thì ở đây điểm M và điểm N là những điểm đã có tọa độ cho trước, cho nên giống như những bài tập trước đây các em đã được làm, thì các em sẽ dễ dàng viết được phương trình đường thẳng NM. Và phương trình đường thẳng NM ở đây sẽ có dạng y bằng x cộng 4. Và kết hợp với vai trò của đường thẳng D sẽ vuông góc với NM, thì ta sẽ tìm được M bằng 1. Thì các em thấy rằng với cái cách mà cô giáo đã hướng dẫn các em ở bài tập số 4, thì chúng ta đã đưa cái bài toán của chúng ta từ cái khoảng cách của một điểm đặc biệt là gốc tọa độ có thể ra được một điểm bất kỳ trên mặt phẳng tọa độ. Và bài toán này là một trong những dạng bài toán nâng cao về chủ đề hàm số bậc nhất, cho nên cô rất hy vọng rằng
với cái sự giúp đỡ của cô ngày hôm nay thì các em sẽ xử lý được những cái bài tập ở mức độ khó về chủ đề hàm số bậc nhất. Và với 4 tiết học về chủ đề hàm số bậc nhất thì cô đã hướng dẫn cho các em tất cả các dạng toán liên quan đến chủ đề hàm số bậc nhất từ cơ bản cho đến nâng cao, xuất hiện ở trong các cái đề thi từ vị trí của những câu đầu hoặc những câu giữa và thậm chí là xuất hiện ở cả những câu cuối cùng trong các đề thi. Thì cô hy vọng rằng với sự giúp đỡ của cô và khi ôn tập cùng với các em trong chủ đề hàm số bậc nhất thì đến bây giờ các em đã có được cho mình những cái đơn vị kiến thức thật chắc chắn, cũng như là chúng ta đã nắm chắc được các cái dạng bài liên quan đến chủ đề hàm số bậc nhất, các em có thể ứng dụng tốt trong quá trình luyện cũng như là làm các cái bài thi vào trung học phổ thông. Và ở đây trong tiết học cuối cùng của ngày hôm nay thì cô giáo gửi cho các em một bài tập tổng hợp, một bài tập mà chúng ta có thể khai thác được rất nhiều ý liên quan đến hàm số bậc nhất. Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ làm trong quá trình mà chúng ta ở nhà để chúng ta sẽ củng cố và ôn luyện thêm về chủ đề này. Trong quá trình các em học chủ đề hàm số bậc nhất, nếu có bất cứ những cái khó khăn hoặc những cái khúc mắc nào thì các em hãy trao đổi trực tiếp với các thầy các cô của các em ở trên lớp hoặc cũng có thể trao đổi trực tiếp với cô. Và cô giáo hy vọng rằng phần đồng hành của cô cùng các em trong chủ đề hàm số bậc nhất thì sẽ giúp ích cho các em trong quá trình các em ôn thi vào trung học phổ thông. Và đến đây thì chủ đề của cô giáo đã kết thúc. Cô giáo xin chào và hẹn gặp lại các em.